Cái lại vấn đề là ở Thái Lan là nước Phật giáo, người dân thờ rất nhiều thần và Phật như là nét văn hóa và tín ngưỡng. Trong đó còn thấy có nhiều Phật rất lạ, có tên cũng rất lạ như Phật Bảy Ngài, Phật Tổ Thường, thờ ngay chánh điện của các chùa không phải Phật Thích Ca. Phần tứ diện, thần voi ông Phước Sĩ Lê Si, và hiếm thấy các chùa thờ Phật thích ca vậy con không rõ các vị Phật này có thật hay không hay do sự thích của người Thái Lan tạo ra nếu còn thờ các vị này thì có đúng với tinh thần Phật giáo không vì các sư thầy bên Thái à, cũng thờ nhiều à, khi mà sư tìm hiểu á thì nó như vậy à, là cái cái uh, chùa gọi là cái gọi là cái Phật bảy ngày này đó Phật bảy ngày của quý vị đó à, thực tế đó là bảy cái tư thế tám à, tư thế tám tư thế của uh, của Đức Thế Tôn và do cái truyền thống của Thái Lan á thì uh, họ cũng giống như cái kiểu mở rồi, rồi mở rồi ở đây đó thì cái kiểu truyền thống của thái lan nó cũng giống như các cái nước đông nam á các các nước châu á vậy đó ờ, gọi là phong thủy rồi số mạng nó cũng mê tín này nọ thì họ nghĩ là một mỗi một cái tư thế như vậy á, là nó sẽ đối chiếu đối ứng với cái mạng của mình mà thay vì mình á, thì mình coi tuổi như tuổi rồng tuổi rắn rồi tuổi tí tuổi mẹo thì họ coi là xanh vào ngày thứ mấy trong tuần ví dụ như vậy đó, cho nên không có gì lạ mà tám cái này là tám tư thế của Đức Thế Tôn chứ không phải là tám vị khác nhau. À, tuy nhiên thì cũng có chỗ thờ là bảy vị Phật quá khứ à, như là ngài Cát Sả rồi ngài năm à, vị đó, à, các vị Phật quá khứ thì cái đó thì cũng đúng tại vì các vị Phật quá khứ thì các ngài cũng là những vị chánh đẳng giác à, không sao hết nha cái đó không sao hết thậm chí đó Đức Thế Tôn có lần à, ngài à, thấy một cái vị Bà La Môn quét dọn đảnh lễ một cái ngôi Bảo Tháp và ngài tán thán cái vị Bà La Môn này ngài Ananda ngài hỏi là lý do Đức Thế Tôn nói cái ngôi Bảo Tháp này á từng một thời à, thờ Đức Phật quá khứ chính bởi vì như vậy đó vị bà la môn này vẫn tiếp tục duy trì cái truyền thống thờ cái ngôi bảo tháp này là rất tốt. Đấy, cho nên là sư không có phản đối cái chuyện là thờ các vị Phật quá khứ. Ừ. còn cái vị gọi là thần tứ diện á là đại diện cho phạm thiên. À, thì... à, không phải tứ diện đại thiên dương phạm thiên bốn mặt đó là tượng trưng thì... cho à, từ bi hỷ xả tức là bốn vô lượng tâm nha chứ không phải là Phật nhiều, nhiều người, người nói đi. Phật tứ diện không phải còn thần voi đó là coi chừng là mình nhầm qua cái truyền thống của uh, ở Ấn Độ có thần gì đó cũng cái đầu voi đó đấy còn ông Khất sĩ thì uh, sư cũng không có tìm hiểu đi. sư không biết rồi còn các cái vị uh, quý vị thờ á, thì có đúng tinh thần Phật giáo hay không thì sư trả lời chung như thế này nếu như quý vị thờ một à, là chư thánh à, và hình như như vậy cũng đủ rồi chỉ cần mình thờ các vị thánh từ những vị cư sĩ nha cư sĩ mà thánh thí dụ như là à, giờ mình không thích thờ ngài à, Sivali lý nữa mình thờ à, ông anh anh thế bên với cá cũng được tức là ông cấp cô độc cũng được tại vì nhiều người họ nghĩ thí dụ như à, ngài Sivali, lý ngày viên tịch niết bàn rồi tức là ngày không không còn ở thế gian này nữa nhưng mà ông cấp cô độc á bây giờ ông còn là chư thiên ở trên cõi trời đó và mình thờ ổng thì có khi ổng chiếu cố mình <laughs> thì à, mình thờ miễn là thánh nha à, dù là xuất gia hay chưa xuất gia miễn là thánh là được à, và chư vị phật quá khứ thì cũng là các bậc thánh cho nên mình có thể thờ đấy đó là quan điểm của sư Yeah <laughs>